Vâng, Sử Gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Rất vui lại được gặp quý vị trong video ngày hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay thì Mộc Nam Huy sẽ giới thiệu đến quý vị về một bộ ghế Minh Quốc Đào Chìm cột 12 trên chất liệu gỗ tràm bung vàng quý vị nhé. Đây là một cái bộ ghế được Mộc Nam Huy làm theo rất nhiều những cái tiêu chí cao cấp, thậm chí đây là một bộ ghế gỗ tràm. Thế nhưng có nhiều cái chi tiết lại còn được làm cao cấp hơn cả trên những bộ ghế chất liệu gỗ gõ đỏ và gỗ hương đá cao cấp. Cụ thể thì đây là bộ ghế được Mộc Nam Huy làm theo các cái phần tay là tay nghê liền quý vị nhé. Một cái dàn tay nghê liền nguyên khối không ghép, và quý vị có thể thấy đây là một con nghê rất là to. Cái chiều của con nghê rất là dài quý vị nhé, nó dài và gần sát với cái cột luôn quý vị coi này. Đó, được Mộc Nam Huy làm tập trung vào con nghê này thì làm một con nghê rất là to, và các cái chi tiết đục chạm nghê ở đây là một trong những cái mẫu nghê đẹp nhất. Đây là bộ ghế cũng được Mộc Nam Huy làm với các cái phần mặt ván rất là dày, khung bao ngoài tới 4 phân, 35 trong 1 phân 4, và nguyên bộ 6 món. Trước khi đi đến chi tiết về cái bộ ghế này thì Mộc Nam Huy cũng xin báo giá luôn cho quý vị cái mức giá tận xưởng của Mộc Nam Huy sản xuất ra cái bộ ghế này. Tại đây thì khi sản phẩm sẽ được sơn hoàn thiện thì bộ ghế này có giá là 17 triệu quý vị nhé. Giá là 17 triệu, và quý vị có thể biết rằng trong các cái sản phẩm này tại Mộc Nam Huy thì luôn luôn Mộc Nam Huy chúng tôi sản xuất theo một cái số lượng lớn hàng lô. Đó, Mộc Nam Huy làm theo số lượng lớn ít nhất là từ 10 bộ trở lên. Đó. Vâng, cái việc làm theo cái số lượng lớn để giảm được cái chi phí sản xuất, để giảm được cái giá thành cho quý vị khách hàng, quý vị dễ dàng mua được, sở hữu được với những cái bộ ghế này. Và quý vị có thể thấy rằng trong cái video này thì Mộc Nam Huy quay là quay tại xưởng sản xuất quý vị nhé. Nguyên bộ 6 món thì bao gồm một chiếc ghế băng dài với bản băng 3 tựa và hai chiếc ghế đơn, một chiếc bàn trung tâm, bàn ở đây thì Mộc Nam Huy là bàn co kéo và hai cái đôn thấp. Ở đây là bộ vẫn còn nguyên mộc, là Mộc Nam Huy chỉ có quét thêm một cái lớp sơn lót để bảo vệ trong cái lúc mà chờ nó khô quý vị nhé. Với cái phần Minh Quốc Đào thì không thể thiếu được, đó là phần tó đào chìm. Đây là một cái phần tó đào và nó được đục rất là đẹp. Với cái phần chiều cao của tó là chiều cao 22, chiều cao này thì được làm bằng với cái chiều cao của một bộ trên chất liệu gỗ gõ đỏ và gỗ hương đá cao cấp quý vị nhé. Với rất nhiều những cái chi tiết, những cái trái đào được đục rất là lớn này, các chi tiết bông mai, các chi tiết con chim, quý vị cũng có thể thấy được đục rất là đầy đủ trên cái bản tó này. Về cái bản tựa thì Mộc Nam Huy vẫn tiếp tục làm bản tựa tứ quý, biểu trưng cho bốn mùa thịnh vượng quý vị nhé. Các cái bản tựa này thì được đục chạm CNC rất là đẹp, các đường nét hoa văn rất là tinh tế quý vị nhé. Giữa những bản tựa thì vẫn tiếp tục là có các cái chi tiết dây leo để làm cho các cái phần bản tựa nó kín hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Phần cột thì được Mộc Nam Huy làm cột 12 theo tiêu chuẩn quý vị nhé, cột 12, cột đặc nguyên khối, và phần đắt nhất, giá trị nhất trên cái bộ ghế này và có thể coi là đẹp nhất là và làm nên thương hiệu của cái mẫu ghế này, đó chính là phần tay nghê. Như ban đầu như có giới thiệu là tay nghê nguyên khối. Tay nghê này được làm với cái bản là rộng là 12, to bằng với cái cột quý vị nhá, và nó đặt nguyên khối không ghép. Đây là một cái tiêu chí rất là cao, ngay như nhiều những bộ ghế cao cấp như là gỗ gõ đỏ và gỗ hương đá vẫn đôi khi vẫn còn không bằng được những cái bộ ghế này đó. Mặt ván thì được làm theo dạng khung tranh với khung bao ngoài 4 phân gỗ tràm và 35 trong gỗ gõ 1/2. Trên tất cả 6 món thì tất cả cái phần mặt bên trong này được Mộc Nam Huy làm là chất liệu gỗ gõ đỏ hết quý vị nhé, gỗ tràm nhưng mà mặt gõ. Phần vai được Mộc Nam Huy được chạm các chi tiết sen dẹo, chi tiết hoa lá tây, và bản vai dày 2 phân rưỡi, và bản chân được Mộc Nam Huy đục là chân đầu lân, chân móng. Đây là một cái bản chân nó rất là quen thuộc trên các cái sản phẩm ghế chuyện quý vị nhé. Vâng, có những cái chi tiết nó rất là hay, không phải cái bộ ghế nào trên hàng cao cấp cũng có được quý vị nhé. Ở đây Mộc Nam Huy là một bộ ghế gỗ tràm, thế nhưng mà là tay nghê nguyên khối. Đó, mặt ván là mặt ván dày với khung bao ngoài 4 phân, 35 trong là 1/4, bàn hộp kéo. Quý vị có thể thấy rằng đây có những bộ ghế cao cấp hơn trên chất liệu gỗ hương đá, thế nhưng cái tiêu chuẩn nó vẫn không có được quý vị nhé. Vẫn là bộ hương đá nhưng mà tay nghê thì vẫn là tay nghê ghép chứ không có phải tay nghê liền. Đó, quý vị thấy đây, những cái bộ ghế là giá trị cao nhưng mà nó vẫn không có được những cái tiêu chuẩn đấy.
hai chiếc đôn. Đây là hai chiếc đôn thấp được Mộc Lan Villa. Quý vị có thể xem các cái phần đôn cũng rất là sắc sảo chi tiết nhá, từng đường nét đã đục chạm vai cho tới các cái đường nét đục chân đầu lên chân bóng, là quý vị thấy này, cái đường nét đục chạm rất là sâu đấy, rất là sâu và rất là nét nhá. Và các cái đường nét chân này là hoàn toàn là các cái chi tiết đục tay, cho nên là quý vị có thể thấy rằng là các cái độ sắc nét của cái phần chân này được Mộc Lan Huy chú ý rất là kỹ. Hai chiếc ghế đơn thì vẫn được làm tương tự như là chiếc ghế băng dài với cái phần tó đào chim, phần tó đào chim và bản tựa tứ quý, bản cột cột 12 quý vị nhá. Tay nghe vẫn là tay nghe liền đấy, tay nghe liền nguyên tấm nguyên khối, mặt ván khung bao 4 phân. Sau khi sơn hoàn thiện thì giá sẽ là 17 triệu. Mộc Lan Huy sẽ tặng kèm kính mặt bàn và miễn phí vận chuyển trong phạm vi 30 cây. Và các sản phẩm mà khi Mộc Lan Huy đã báo giá đến quý vị thì tất cả thì Mộc Lan Huy đều báo cái mức giá sản xuất, và những cái sản phẩm này thì Mộc Lan Huy sẽ để như vậy nguyên mộc để quý vị có thể tới xưởng và kiểm tra, cũng như là quý vị lựa chọn trong nhiều bộ thì quý vị có thể lựa chọn lấy cho mình một bộ đẹp nhất, hoặc quý vị có thể thoải mái lựa chọn những chiếc ghế băng này, ghế đôn kia, cái bàn này bàn kia, quý vị lựa chọn và xếp thành một bộ tùy theo ý của quý vị. Đó là một cái điều mà Mộc Lan Huy ưu đãi cho quý vị khi quý vị tới xưởng, là quý vị có hoàn toàn có quyền quý vị kiểm tra cũng như quý vị lựa chọn lấy những phần đẹp nhất. Đây sẽ là một cái bộ mà được Mộc Lan Huy đục cái phần dạ, đục cả cái mặt sau quý vị nhé. Tất cả chiếc ghế băng dài rồi là ghế băng ghế ngắn, tất cả đều được chạm cả mặt sau hết. Đó, trên nhiều bộ ghế cao cấp thì vẫn còn không có những cái chi tiết này, ví dụ như cái bộ mà Hương Đá Huy vừa quay cho quý vị. Vâng, rõ ràng một bộ ghế gỗ tràm, thế nhưng mà nhiều cái chi tiết được làm rất là tỉ mỉ, rất là công phu, thì rõ ràng đây là một bộ ghế được Mộc Lan Huy rất là chăm chút về cái vấn đề hình thức cũng như là độ bền. Tại đây khi cái sản phẩm được sau khi được đóng mộc xong thì Mộc Lan Huy sẽ bảo lưu tại xưởng trong cái thời tiết nóng. Quý vị có thể biết là xưởng các cái xưởng mái tôn như này thì quý vị biết là thời tiết của miền Nam nó sẽ như thế nào. Sau khi được bảo quản trong thời gian khoảng chừng từ 3 tuần tới 4 tuần, tức là khoảng 1 tháng ạ, thì sản phẩm gỗ nó khô, có đảm bảo tối đa thì Mộc Lan Huy mới bắt đầu sơn hoàn thiện và bán cho quý vị. Ở đây sẽ là một cái cách để giúp cho các cái sản phẩm gỗ tràm này nó tăng được cái độ bền và nó giảm được cái khả năng nứt xé sau này thì quý vị nhé. Ở trên chất liệu gỗ tràm thì quý vị cũng biết là đây là một loại gỗ nhóm 3, nó không có phải là gỗ nhóm 1 giống như gỗ võ đỏ và gỗ hương đá. Vậy nên thì khi Mộc Lan Huy sản xuất thì chúng tôi sẽ luôn luôn đã phải đề cao cái vấn đề chất lượng cũng như là để gỗ nó khô tối đa có thể quý vị nhé. Giá là 17 triệu thì Mộc Lan Huy sẽ miễn phí vận chuyển 30 cây, tặng kèm kính mặt bàn và bảo hành sản phẩm trong thời gian 2 năm. Thời gian bảo hành của sản phẩm này bằng với thời gian bảo hành của các sản phẩm gỗ quá đỏ và gỗ hương đá. Vâng, nếu như quý vị có nhu cầu, vui lòng quý vị liên hệ đến Mộc Lan Huy qua hai số điện thoại ở trên video, hoặc kính mời quý vị có điều kiện, có thời gian để quý vị tới tận xưởng quý vị kiểm tra mộc và ký tên. Và ngoài ra nếu như quý vị không tới được xưởng thì quý vị cũng có thể đặt hàng online. Thì ngoài phạm vi 30 cây, Mộc Lan Huy chúng tôi sẽ có tính thêm cái chi phí vận chuyển quý vị nhé. Và nếu như quý vị ở ngoài phạm vi, quý vị không tới được thì Mộc Lan Huy sẽ tự lựa cho quý vị một bộ đẹp nhất và tối đa nhất dành cho quý vị. Và màu sắc thì quý vị có thể lựa chọn từ các cái màu vàng gõ tới các cái màu cánh gián đậm. Và độ bóng thì quý vị có thể sử dụng độ bóng từ bóng mờ 100 tới bóng sáng 100. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video kế tiếp của xưởng gỗ Mộc Lan Huy.